Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. MLS 1/10 hồi sinh theo cái size đẳng cấp với nhiều món vũ khí đặc biệt. MLS 1/10, một cái tên của một cái dòng xe con tay tại nước bạn, nhưng chính thức nó xuất hiện tại địa chỉ Việt Nam với cái tên là TFX, với cái thân hình hầm hổ mang cái tính thể thao, đi kèm với phục trước là upside mà nhiều những dòng mô tô phục có nhỏ mà ước. Dù mang cho mình một cái cỗ máy chỉ có 150cc, nhưng MLS vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi những cái bản dọn kiển dẫn chứng là cái chiếc xế hôm nay. Xem qua tổng thể thấy con chiến mã khoét cho mình cái diện áo, mang cho mình cái dăm màu đỏ nó bật, đi kèm một loạt cái đồ chơi kiển mức giá cực cao được các con xe một cách thẩm mỹ, đem tính hiệu năng thực thụ cũng như cho cái nhìn hầm hố cho mắt người xem. Tiếp đến, chúng ta thấy hai phía tay lái lắp đầy những khoảng trống thô sơ, bao tay của Racer Boy mang tới cái sự y máy kết hợp cùng với cục của CC, thiết kế nhỏ gọn. Cái đông được trang bị thêm cái phần giá điện thoại để tiện xem Google Maps di chuyển ở những cái cung đường lạ. Cái sự hầm hố hung tợn em ấy rõ ràng nằm ở phần đầu, với cái chắn gió có thiết kế hầm hố được cố định bằng 4 chốc titan. Cái cẩm nắng tay con được thay mới bằng những món đồ chơi theo đến từ con Rainbow. Trong khi hệ thống phanh được nâng cấp với cái phần đĩa trước của Quartz kết hợp cùng heo của Rainbow 4 bit, hoặc cái sự hỗ trợ có phát nhôm CC chạy từ máy, độ chính xác rất cao trong từng chi tiết để có sự ổn định khi hoạt động. Có combo chúng tôi muốn gửi các bạn chính là phần chống đổ, cái bộ số gãy đến từ của Senma, một cái thương hiệu quen thuộc xuất xứ đến từ bên Thái. Vì trang bị cái dàn số gãy giúp cho cái dáng người ngồi trở nên thể thao hơn khi chúng ta sang số hoặc là thắng có cái độ ổn định nhất. Hệ thống cái giảm sóc Crazy bình dầu rời đáp ứng rất tốt cái độ nhũng nhĩ hợp lý ở bộ địa hình. Phía bên cái chân phục thì có nấm chỉnh vặn ngược là nhanh và ngược là mềm. Lúc đi tour thì chạy nhanh vặn vô thì mềm nấc, tour về xả ra đi phố dặn cho im. Bình dầu rời cấu tạo bên trong chứa hai lớp dầu và khí nitơ. Cái lốc máy được tạo điểm nhấn với cái bộ lốc ốp trong suốt, một điều khá thú vị khi chúng ta đã quan sát rõ nét cái phần động cơ bên trong qua cái bộ nồi. Cái lớp kính cường lực nhìn cũng cứng cáp và chúng có thể là chúng ta hay yên tâm sử dụng. Hơi thở quyết định cái uy lực thông qua một cái combo vụn bầu titan kết hợp cùng với cái lưng bô là FIV cho âm thanh tê tái đầy uy lực. Exeter 1/10 dọn cái dàn chân bóng lưỡng. Hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái chiếc Exeter 10 dọn với nhiều cái chi tiết dàn chân đỉnh cấp rất thú vị. Bên cạnh biến đổi cái phần hiệu năng gấp và mâm thì việc chuyển xuống cái phần xe bánh nhỏ góp phần làm cho con xe linh hoạt hơn. Đầu tiên ta thấy phần đầu nhìn cũng có nhiều cái sự thay đổi, người chủ chú trọng về zin nhiều cái yếu tố như cái bạn dọn nó trông đơn giản nhưng vẫn có cái nét khác lạ. Thừa hưởng cho mình bao tay thì đến từ của đầu rip với cách thiết kế là vân bao tay độc đáo, đem tới cái sự vững chắc cho người cầm lái. Đèn hậu sau cũng được tinh chỉnh và chuyển qua dùng cái loại đồ chơi với thiết kế đèn led xuyên xung quanh. Ở giữa là cái phần lưới đen nhìn cũng khá giống những chiếc lục mô tô phân khối lớn thời mới. Cái loại đèn này hàng ở Việt Nam gia công còn lại có thể đổ hoặc led và tích hợp nhiều cái chế độ là chớp cũng rất là xịn sò. Nhìn xuống dàn chân trước ta thấy ở dầu heo tấm nội nóc cố định vào heo của phanh đồ 4 mít đã xứng, cuối cùng với điểm của Kinrush tạo ra cái lực phanh mạnh hơn so với những món đồ chơi nguyên bản. Lượt bỏ phục xin hướng tới cái dòng sống đến từ Red Leo. Phiên bản này tích hợp kính nấm tăng chỉnh cho cái dàn chân phục, cho phép các bạn thay đổi được nhúng tùy theo cái thích. Song song cùng với đó là cái công nghệ ti phục vàng đang được rất hot và được nhiều hãng hướng tới như Racer Boy hay là Nissan Đông Nam Á. Cái phần cấp nhôm cũng được lựa chọn hợp lý để có một cái dàn chân sáng bóng hơn. Các loại cấp này thường được gia công cũng rất là cứng, bạn an tâm khi vận hành nhé. Thì màu đó kiểu dáng cũng đẹp với những cái đường cắt CNC hiện đại, có phần làm giảm trọng lượng và nhìn cấp nó cũng chất hơn với mặt tổng thể. Cái dàn áo một vài tiểu tiết cho màu cam với cái phần mâm CNC được người chủ hướng tới cái cam màu cam cho nó hòa hợp hơn. Lỗ mâm này có cái size bánh nhỏ thích hợp cho những bạn nào muốn có một cái dàn chân sáng bóng nhưng phải gọn gàng và di chỉnh linh hoạt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.